Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của Lộn Cái Bàn, nơi mà chúng tôi nêu những quan điểm mà không ai quan tâm và cũng không đáng tin lắm. Và chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là về quá trình hắc hóa của Hollywood, mà tiêu biểu nhất là Netflix và Disney. Trong thời gian gần đây thì Hollywood đang làm rất nhiều phim theo kiểu là lấy một nhân vật có sẵn này và con chó B cast người da đen vào đó. Từ những nhân vật phụ mà không ai quan tâm như là hội trong The Witcher này, hay là The House of Dragon này, cho đến những nhân vật gần gũi hơn với khán giả Việt Nam như là Black Tuyết và nàng tiên cá. Và nhà nhà người người phản đối quyết định này của Disney, đòi họ trả lại nàng Bạch Tuyết chứ không phải là cái nàng cà phê sữa đá tuyết. Trả lại tiên cá da trắng tóc đỏ chứ không phải là da đen tóc redlock và bơi cùng bầy chị em đa sắc tộc. Phần đông cho rằng là Disney không tôn trọng tuổi thơ khán giả này, lẫn chính những hình tượng mà họ tự tạo ra, và mọi thứ còn leo thang hơn nữa khi mà Hollywood bắt đầu nhuộm da cho nhân vật lịch sử và thần thoại của các nước châu Âu. Thì là mình có Julius Caesar da đen này, Sir Lancelot da đen này, John of Arc da đen này, Asin da đen này, thần rớt cũng da đen này. Nhiều đấy. Và gần đây lại còn có cả nữ hoàng Ai Cập Cleopatra cũng da đen trên Netflix này. Kiểu họ cứ kiểu con chó A rồi con chó B. Đúng rồi, họ chính xác họ làm thế. Và thậm chí còn có một cái meme rằng là nếu mà ông tồn tại thì Netflix sẽ có một bản da đen với ông. Nói chung là ông sẽ là người da đen. Vậy thì liệu cái việc thay đổi chủng tộc bừa bãi trên phim dưới cái mác là đa dạng sắc tộc để chống phân biệt chủng tộc này có thực sự là một bước đi mà nó hay ho hay không? Thì hôm nay chúng ta sẽ lặn cái bồn. Và ý kiến của chúng tôi cũng không quan trọng hơn thế đâu, các bạn kiểu anh em bàn luận trong kênh chat đi. Trước đó thì chúng ta có cái phim Sonic này. Sau khi nghe khán giả kêu ca, nhà làm phim đã tức tốc sửa lại tạo hình nhân vật và kết quả rất tốt, người ta ủng hộ nhiệt liệt hơn rất nhiều. Nhưng mà trong những bộ phim khác, đặc biệt là từ Netflix và Disney thì nó không như thế. Họ vẫn tiếp tục tô đen các nhân vật, hư cấu lẫn lịch sử. Theo mọi người cười đùa thì đó là kiểu tiêu chuẩn của Oscar. Cụ thể thì theo tiêu chuẩn mới là phim phải có hai trong các yếu tố thành viên nữ này, LGBTQ+ này, đa sắc tộc này, người khuyết tật này thì mới được giành giải. Không phải tôi tự nhục đâu, nhưng mà hình như là từ sau đấy mấy phim châu Á mới được giải. Còn trước đó thì toàn là phim của mấy ông da trắng. Có vẻ là như thế nhỉ. Kể sơ qua thì chúng ta có những cái phim như là Everything Everywhere All at Once này, rồi là Parasite từ ngày xưa này. Cái phim Everything ấy thì nó là studio của Mỹ, nhưng mà từ dàn cast cho đến đạo diễn các thứ thì đa số là người châu Á, nên là cứ xem châu Á đi. Tôi thì nghĩ là cái tiêu chuẩn tranh giải nghe nó hơi lạ đời thật, vì kiểu nếu mà phim nó chả hay thì có da vàng, da trắng, da xanh, piccolo hay là smurf thì nó cũng chả hay ấy. Nhưng mà chắc là do bị ảnh hưởng bởi xã hội thôi, đúng không? Tại vì bên đấy thì mấy cái chủng tộc với giới tính khá là gay gắt, kiểu rất là gay gắt ấy, khá là gay gắt. Tôi chưa từng dành một ngày ở Mỹ nhá, nhưng mà tôi nghe được quá nhiều vấn đề về phân biệt chủng tộc ở bên đấy, trong khi ở Việt Nam thì Tây là Tây. Tây là Tây, đúng không? Tây là Tây. Có là Tây đen hay Tây trắng thì nó vẫn là Tây. Chim nó vẫn to hơn chim mình. Thậm chí có bảy màu thì cũng vẫn là Tây. Cũng ra đường cũng vẫn bị chặt chém như bình thường. Đúng. Thằng cái bóng. Một cái giả thuyết nữa khác mà tôi thấy được trên mạng, đấy là các nhà làm phim đang cố tình nhuộm đen các nhân vật để được marketing miễn phí. Kiểu họ chỉ cần là gây tranh cãi thôi là mọi người trên mạng sẽ tự động phát điên lên và cứ thế để cái danh tiếng lên cho phim của họ. Có thể thế, kiểu tôi không làm phim, tôi cũng không ngủ dưới gầm giường nhà đạo diễn nào nhá. Nhưng mà tôi thấy là cái việc nhuộm đen ấy nó gây khó chịu thật sự. Ông biết ai ngủ dưới gầm giường đạo diễn không? Ông cứ tưởng tượng rằng là ông cố gắng cả đời để ông làm cái gì đấy vĩ đại. Xong rồi sau đấy khi mà ông chết đi, người ta cast một anh da đen vào đóng ông. Xúc phạm mẹ ông phết. Tôi thấy là cái vấn đề nhuộm đen nhân vật lịch sử thì nó cứ bị hơi ngớ ngẩn ấy. Đặc biệt là khi nó cột mắc phim tài liệu, như là cái phim về Cleopatra mới đây của Netflix ấy. Nó nhuộm da cho nữ hoàng Ai Cập, và ngay khi mà người ta biết điều đấy thì người Ai Cập, theo tôi tìm hiểu được thì là phát điên lên luôn ấy. Điểm khán giả trên Rotten Tomatoes chỉ có 2% này. Và ngay cả các nhà phê bình phim chuyên nghiệp vốn là thường bỡ đỡ mấy cái vụ đa dạng chủng tộc giới tính thì họ cũng trốn biệt luôn. Chỉ có 10 ông là dám để lại bình luận điểm, và cũng chỉ có được 10%. Thậm chí là theo tôi tìm hiểu thì người Ai Cập cũng còn đang lên kế hoạch đi kiện Netflix ăn cắp văn hóa cơ. Tôi cũng nghe phong phanh là cái bà đạo diễn ấy, bà ấy lên báo nói rằng là bà ấy không quan tâm về lịch sử dạy cái gì Cleopatra là người da đen vì bà thế. Da đen là da đen, đúng không? Da đen là da đen. Xong rồi cả cái bà đóng Cleopatra ấy cũng lên chửi lại người dân Ai Cập là phân biệt chủng tộc nữa. Thì người ta chả điên, mà đã xuyên tạc lịch sử của bố mày lại còn chửi bố mày phân biệt chủng tộc, bực phết. Đụng đến tính chân thực lịch sử của người ta, đúng không? Kể trung bình tư duy phản diện của một người lớp 3. Ok. Nếu mà xét về khía cạnh lịch sử thì lại theo tôi tìm hiểu nhá, nhớ sai, thì Cleopatra vốn gốc là gốc người Hy Lạp, người Macedonia, có họ hàng từ Alexander Đại Đế, và gia tộc bà này thì cũng hơi Targaryen một tí. Là như nào? Là họ thích làm luận loan. Vì thế nên là khả năng mà pha gen người da đen vào gần như là bằng không, tại vì kiểu tộc da trắng xong rồi còn làm luận nữa. Thì đó.
Và dựa trên những cái tượng và hình khắc trên tiền xu cổ vẫn còn sót lại thì hình ảnh của Cleopatra vẫn hoàn toàn là mang nét của người Hy Lạp chứ không phải là của người da đen, nên là cái tỷ lệ để Cleopatra là người da đen nó giống như là cái số tóc trên đầu của Inventor ấy. Cái một lý do nữa cho sự đen hóa này theo tôi là cái tư tưởng Afrocentric, nghĩa là cái lối tư tưởng kiểu da đen thượng đẳng ấy. Da đen là khởi nguồn của mọi tri thức và các nền văn minh ấy. Họ bảo là vì Ai Cập là ở châu Phi nên là Cleopatra là người da đen. Thế nhưng mà nói thế thì chả khác gì là cast một đồng Ấn Độ đi làm Tần Thủy Hoàng cả. Cái chấm truyền thánh chỉ giữa khanh xen nút. Nhưng mà theo tôi cái vấn đề ấy là gần như là chỉ có Mỹ thì và các nước phương Tây mới dùng màu da để phân biệt các dân tộc, hoặc là mở rộng ra hơn nữa thì có thể là các nước nói tiếng Anh đi. Còn cái phần còn lại của thế giới thì ví dụ như ở Việt Nam đi thì là chúng ta có 54 dân tộc này, và chúng ta là cùng là một người trong một cộng đồng, cùng là những người cùng nhà. Với lại theo tôi tìm hiểu thì Bắc Phi nói chung và Ai Cập nói riêng thì cũng không phải là khu vực mà có người da đen chiếm đa số ấy, thậm chí là cực kỳ thiểu số ở đằng khác, nên là để vin vào châu Phi mà nhuộm đen các nhân vật lịch sử thì là chưa đúng. Và có nhiều người còn bảo là xúc phạm, mà không chỉ là xúc phạm lịch sử mà xúc phạm cả địa lý. Vì cái khái niệm châu lục thì cũng là do mấy ông thực dân ông tạo ra từ thế kỷ 16, 17 gì đấy, chứ trước đây thì hoàn toàn không có. Người Ai Cập là người Ai Cập, mà người Pháp là người Pháp, người Việt là người Việt, chứ chả có châu Á, châu Âu, châu Phi gì cả. Nhưng mà ở đây mình đều gọi chung là người Tây đúng không? Ừ thì vì kiểu họ sống ở phía Tây chắc thế. Nhưng mà nó cũng chả liên quan gì đến cái việc là châu lục đúng không? Đi Ấn Độ thì người ta ngày xưa gọi là đi Tây Thiên ấy. Người da đen thì chiếm đa số ở phía nam sa mạc Sahara, và gần như là xuyên suốt lịch sử thì họ mắc kẹt với chế độ bộ lạc, cho đến khi là bị mấy ông da trắng ông đến và ông ấy mang cái sự khai sáng của ông ấy đến. Và từ đấy họ mắc kẹt với chế độ nô lệ. Nhưng mà người da đen họ cũng có cái nền văn minh tiến bộ mà. Thật đấy, nền văn minh nào? Wakanda. Tôi nghĩ là cái việc nhộn đen bất chấp phát lịch sử như thế nó khiến người xem có ác cảm với cả cái sự cứng đầu của nhà làm phim và đạo diễn và cả diễn viên tham gia nữa. Kiểu nó chả có ý nghĩa gì về mặt đóng góp văn hóa cho phim ảnh ấy. Bất kể là người ta có thuyết phục cỡ nào đi nữa, phim thì chả hay đến thế. Giá trị lịch sử là cái giá trị thứ hai bị bóp méo lung tung. Tất cả những gì mà nó làm được ý là lôi kéo dư luận, và tôi thấy rằng đấy là một kiểu truyền thông bẩn. Không ai thích truyền thông bẩn cả, bởi vì nó lan truyền bằng cái sự tiêu cực. Và ông thì đã quá đủ sự tiêu cực đúng không? Đúng rồi, tôi như một miếng thịt bò đã ướp luôn. Tôi nhiều tiêu cực. Cá nhân tôi cảm thấy rằng là tôi chỉ có hứng thú với một bộ phim khi mà nó hứa hẹn một câu chuyện hay. Còn nếu mà trong bộ phim này chỉ có một nhân vật vĩ nhân nào đấy bây giờ được xuất hiện dưới bộ dạng ra đây, tôi sẽ chọn bỏ qua, bởi vì rằng tôi cảm thấy là mẹ cái phim này mày không hay đến thế nên mày mới phải chiêu trò marketing đúng không, kiểu vậy. Không hay bằng thực lực, cảm giác của tôi nhé. Nói chung những phim như thế thôi, không xem. Tôi tưởng tượng sau này mà Netflix làm phim về Việt Nam nhá, nhân vật Việt Nam như kiểu có công dựng nước và giữ nước nhá, như là Hai Bà Trưng hay gì mà cast người da đen vào, chắc chắn là không bao giờ mà ra hạn Netflix nữa. Nhưng mà ông dùng Netflix của công ty mà. Nói chung là Netflix thì là thế. Còn về Disney thì gần đây đã gây ra rất nhiều tranh cãi về tạo hình của Bạch Tuyết và nàng tiên cá Ariel trong hai bộ phim live action sắp ra mắt này. Bạch Tuyết thì lúc đầu bị phản đối và giày biểu rất nhiều, nhưng mà sau khi Rachel Zegler, diễn viên giữ vai Bạch Tuyết, đã thể hiện khá tốt trong season phần 2 thì có vẻ là mọi người đã bớt công kích cô hơn. Thực ra là theo tôi nghĩ là vì cô được cứu bởi tiên cá. Cái tạo hình tiên cá nó không chỉ khác biệt với bản hoạt hình mà nó còn khác hẳn với trí tưởng tượng của bất kỳ người nào về tiên cá đúng không? Và theo tôi nhớ từ những câu chuyện mà tôi từng được đọc và được nghe kể thì Bạch Tuyết trong nguyên tác là da trắng như tuyết này, tóc đen như gỗ mun này, môi đỏ như son này. Đấy là những gì mà làm nên thương hiệu Bạch Tuyết. Cái tên nó là Bạch Tuyết mà, nó là Snow White mà, kiểu mô tả màu da ấy. Tuyết in sắc ngựa câu giòn chẳng hạn. Thì nàng tiên cá trong Andersen thì cũng có những tình tiết mà kể gián tiếp là cô này có đôi tay, đôi chân trắng muốt. Mà lần cuối tôi kiểm tra thì Ariel là nàng tiên cá chứ không phải là nàng tiên gấu trúc, nên là không thể là kiểu chân tay trắng mà mặt đen được đúng không? Với lại cái mái tóc đỏ nó thả bồng bềnh tự nhiên săn siêu kia thì nó là một cái signature từ bản hoạt hình năm 1989 rồi. Bị kiểu bây giờ bị khó chịu như kiểu người ta bị cướp mất cái đi từ cái tuổi thơ ấy. Nhìn nàng tiên cá da đen có mái tóc dreadlock. Nhưng mà tôi thấy là nàng tiên cá cũng chả nhất thiết là phải da trắng với tóc đỏ ấy. Nó có màu da xanh lá như là Pocolo, Piccolo cũng chả quan tâm ấy. Đây là hoàng tử đang da trắng, thấy một con da xanh từ dưới nước mò lên thì có yêu không? Thực ra thì ông đã xem Avatar chưa hả? Cả vệ binh giải ngân hà chưa? Kiểu chúng ta thường biết là ở đâu có lỗ thì ở đó có đường. Rất thế đây còn là cả nhánh phim cho trẻ con nữa. Kiểu như là Shrek ấy, cũng tràn tinh da xanh yêu nhau đấy, xong rồi con lừa với cả con rồi. Câu chuyện đấy thì kiểu, mình cũng không thể ngồi đòi hỏi cái tính logic về mặt đúng không? Đấy cho phim trẻ con ấy. Ừ thì vốn dưới đáy biển làm gì có nắng đâu mà da đen được, với cả vua Triton thì cứ bị cắm sừng đâu, con cái lại mỗi đứa một sắc tộc.
Nhưng mà theo tôi nghĩ nhá, nó là phim cho bọn trẻ con chưa biết gì về thế giới. Tại sao mình lại đòi cái sự logic 100% ở cái đấy? Phim cổ tích của Disney thì cũng muốn luôn dùng kịch bản phóng tác hay là vay mượn chất liệu chứ không phải là 100% nguyên tác ấy. Đúng nguyên tác thì nàng tiên cá tan thành bọt biển mẹ rồi chứ không phải là happy ending. Có thể à? Ừ. Tôi biết. Alexa như thế đấy. Cái việc Disney làm thế sẽ khiến cái thế hệ mới nhìn nhận mọi màu da bình thường như nhau. Mọi người đều có một cái ngoại hình riêng và nó không nên được dùng để đánh giá con người. Mọi người hoàn toàn có thể là gia đình với nhau, bất kể là màu da của họ là gì. Nếu mà đang góc nhìn như thế thì dùng diễn viên như thế này thực ra thì không sai. Nhưng mà nhuộm đen tiên cá thì vẫn sai. Sao ông lại vừa ủng hộ cả chàng xong rồi lại sai là sao? Tôi ủng hộ là ủng hộ cái sự đa sắc tộc. Nhưng mà còn cái việc nhuộm đen tiên cá thì nó bị cùng cái vấn đề với cả Marvel ấy và một nữ quyền của Marvel. Đấy là mục đích thì đúng nhưng cách làm lại sai. Thay vì tạo ra nhân vật mới và để nhân vật đó thành công thì họ lại dùng nhân vật cũ đã thành công và nhuộm đen đi. Ok. Nó khiến thông điệp bị phản tác dụng. Thậm chí với Bạch Tuyết và Tiên Cá thì nó còn tệ hơn vì cái mặt cốt truyện ấy thì nó chả có gì sáng tạo so với hoạt hình cả vì nó live action mà. Đúng, cho thêm cái filter vào đúng không? Ừ, đấy, thêm filter Instagram vào. Nên tất cả những gì mà cái việc bôi đen nó mang lại như tôi nói lúc nãy là truyền thông bẩn. Nói chung là làm phim kiểu bình cũ rượu mới đúng không? Kiểu ngày xưa nhá, cũng là muốn mang thông điệp về đa sắc tộc và vẻ đẹp riêng của mỗi người ấy. Nhưng mà Disney triển khai nó bằng Pocahontas này, Mulan này, Tiana này, Jasmine này, với cả công chúa gì trong phim Brave nhỉ? Merida. Nghe giống tên nước ngọt ấy. Đấy, nói chung họ là những cái công chúa kiểu nhiều màu da sắc tộc khác nhau và có nét đẹp riêng của mỗi người. Và tất cả đều được mọi người xem yêu quý. Mà không yêu quý thì cũng kiểu kẻ cụ nó tồn tại thế thôi. Chẳng việc gì mình phải chỉ trích cả, kiểu vậy. Thế là tôi cũng thấy là mấy cái hình mẫu đấy thì mới góp phần xóa bỏ cái chủ nghĩa ngoại hình. Kiểu có thể là thay đổi khuôn mẫu về các công chúa ấy. Kiểu cái ngày trước đi, thì một bé gái nào bảo muốn làm công chúa thì hoàn toàn có khả năng ai đó sẽ chạy lại bảo là không, mày nhìn lại gương đi, mày không thể làm công chúa được tại vì mày đen, vì mày xấu. Và đấy là một cái việc mà tàn nhẫn để nói về một đứa trẻ ấy. Kiểu cái việc tạo ra những nhân vật đa dạng sắc tộc này và có nét tuyệt vời riêng thì sẽ rất là kiểu à, con không có thể làm công chúa, con sẽ tương với theo cách của con. Ở đây, chính thế. Và nếu họ cứ tiếp tục sáng tạo ra những nhân vật mới như thế thì tốt hơn. Thay vì cái kiểu là cứ lấy nhân vật cũ xong bôi đen đi, nó khiến tôi cảm giác như kiểu tao không có nhân vật vĩ đại nên là tao phải nhuộm đen nhân vật vĩ đại khác để mà không phân biệt chủng tộc ấy. Nó hơi dở hơi. Và tại sao không lôi những nhân vật lịch sử đen có số má sẵn ra, ví dụ như kiểu là T'Challa. Ví dụ như là Mansa Musa này, ông vua da đen có trữ lượng vàng lớn nhất lịch sử này. Thực ra Trung Cổ thì hơi ít thật, nhưng mà ở thời cận hiện đại thì có cả Nelson Mandela này, MLK này. Nhưng mà mấy ông đấy có phim hết rồi mà, ủng biết gì hay không? Nhuộm trắng người ta. Gần đây thì có Kobe Bryant này, xong rồi là mọi thành viên trong Real Madrid và đội tuyển Pháp này. Nói chung là kiểu vì người này vĩ đại nên là người này được cast diễn viên da đen, nó rất là nhảm. Họ vĩ đại vì họ vĩ đại, màu da của họ là gì không quan trọng, họ vĩ đại thế thôi. Nếu muốn làm bật cái sự vĩ đại của họ và muốn người xem hiểu được họ ấy thì tôi nghĩ là nhà làm phim nên mang mọi yếu tố về họ như là màu da, ngoại hình, giới tính, rồi hoàn cảnh gia đình, tôn giáo, lông con mèo nhà họ màu gì, kiểu thế, và truyền tải lại cho đúng đắn thì người ta sẽ dễ hiểu được nhân vật đấy hơn chứ không cần phải đổi trắng thay đen gì cả. Đấy là quan điểm của tôi. Theo tôi thấy thì đa dạng sắc tộc trên phim này và bình đẳng vẫn là quan trọng, nhưng mà vẫn phải tôn trọng nhân vật lịch sử đúng không? Tóm lại là không nhuộm ra nhân vật cũ làm phim mới để truyền thông bẩn đúng không? Và đó là ý kiến của hai người không phải là bộ trưởng về vấn đề nhuộm đen da của Hollywood. Còn ý kiến của bạn thì sao? Hãy nói với chúng tôi trong phần bình luận. Còn nếu mà bạn phân biệt chủng tộc thì bạn đừng nói gì cả với bất cứ ai. Mãi mãi về sau luôn. Và các bạn muốn chúng tôi nói về chủ đề gì tiếp theo thì hãy cho chúng tôi biết cũng trong phần bình luận.